nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, Napoleon Hill được biết đến là một trong những tác giả với rất nhiều các đầu sách nói về sự thành công của con người. Thông qua những chiêm nghiệm của bản thân về cuộc sống cũng như những thông tin rút kết được từ những doanh nhân nổi tiếng, ông đã đưa ra nhiều kiến thức nền tảng giúp phát triển khả năng cá nhân. Ông cho rằng việc phát triển kỹ năng cá nhân chính là một trong những yếu tố giúp cho bạn có thể đạt được thành công. Các bạn thân mến, Napoleon Hill là người đi trước thời đại. Ông luôn được coi là tác giả có khả năng truyền cảm hứng đến người đọc ăn khách nhất từ trước đến nay. Cuốn sách Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu nổi tiếng của ông được xuất bản lần đầu tiên vào những năm 1930 và từ đó đến nay đã bán được khoảng hơn 20 triệu bản bằng rất nhiều ngôn ngữ trên khắp thế giới. Đó là một triết lý có giá trị trường tồn. Và đến tận ngày hôm nay, phần lớn những tư tưởng của ông về thành công cá nhân vẫn còn nguyên giá trị ứng dụng. Kế hoạch làm giàu 365 ngày là 365 câu trích dẫn tương ứng với 365 ngày trong năm. Đó là những lời nói chí dởm và tự động viên bản thân của Napoleon Hill được sắp xếp theo các chủ đề khác nhau sao cho chúng có thể mang lại nhiều lợi ích cho bạn nhất. Sau mỗi trích dẫn đó, chúng ta sẽ giải thích và phân tích, tất nhiên là theo triết lý của Napoleon Hill, để bạn có thể dễ dàng biết cách triển khai các ý tưởng ẩn chứa trong mỗi thông điệp đó như thế nào. Napoleon Hill cũng tin tưởng chắc chắn rằng để độc giả có thể gặt hái được nhiều lợi ích nhất từ những công trình nghiên cứu của mình, chúng tôi không nên mách bạn. Các bạn phải làm gì mà chỉ nên nói cho các bạn biết phải làm như thế nào. Đó chính xác là điều chúng tôi làm trong cuốn sách này. Để gặt hái được nhiều lợi ích nhất, mỗi ngày bạn hãy đọc một trang thôi. Trong ngày hôm đó, hãy cố gắng hết sức để áp dụng nguyên tắc hoặc ý tưởng trong thông điệp của nó. Đến cuối ngày, hãy dành vài phút để đánh giá lại những gì bạn đã làm được cũng như chỉ ra những việc lẽ ra bạn đã có thể làm tốt hơn và hãy thực hiện ngay những việc đó vào ngày hôm sau. Chính bởi sự phóng khoáng và sâu sắc trong triết lý của Napoleon Hill về thành công cá nhân, rất có thể mỗi lần bạn tìm hiểu về những gì ông viết là mỗi lần bạn lại tìm thấy những ý nghĩa mới. Tôi thành thật hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục tìm được cảm hứng trong những năm sắp tới khi thực hành theo những gì ông dạy. Điều tuyệt vời nhất là nếu bạn tìm hiểu và áp dụng những nguyên tắc ông viết trong cuốn sách này, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Chẳng có chỉ dẫn nào trong cuốn sách này mang tính chất tiêu cực và có hại. Tôi, bạn sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng và lời khuyên trong cuốn sách này và chúng sẽ giúp bạn khám phá những điều tốt đẹp nhất trong bạn. Và rồi một ngày khi nhìn lại, bạn sẽ thấy việc mua cuốn sách này là một bước ngoặt trong cuộc đời mình. Người ta nói rằng, cuộc hành trình dài nhất phải bắt đầu từ những bước đi đơn giản nhất. Bước đầu tiên của hành trình đến với sự thịnh vượng, tự phát triển, thành công và hạnh phúc cũng đơn giản như việc mở cuốn sách này ra, tìm đến ngày hôm nay và hướng đến một tương lai tốt đẹp. Bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ. Ngày 27 tháng 1, sự tôn trọng bản thân là phương tiện tốt nhất để khiến người khác phải tôn trọng mình. Ngày 11 tháng 3, đôi khi đứng cùng chiến tuyến với kẻ thù lại khôn ngoan hơn là chống lại họ. Ngày 4 tháng 6, nếu đó không phải là việc bạn cần làm, có lẽ nó chính là cơ hội của bạn. Ngày 16 tháng 8, thất bại không phải điều nhục nhã nếu bạn đã nỗ lực hết mình. Ngày 22 tháng 10, độ tuổi thực sự của bạn được quyết định bởi thái độ sống chứ không phải số năm bạn đã sống trên cuộc đời này. Bản tóm tắt hoàn chỉnh này đã bao trùm được toàn bộ các khía cạnh của thành công theo cách của Napoleon Hill. Việc biến ước mơ của bạn thành hiện thực chưa bao giờ lại dễ dàng như thế này. Không cần biết bạn là ai, nhưng bạn chính là người quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Hãy có lòng tin vào chính mình và xây dựng nó dựa trên những trải nghiệm tích cực.
hãy hành động để phát triển những tính cách tốt và tích cực, bởi nó sẽ giúp bạn phát triển được niềm tin đúng đắn rằng bạn không thể thất bại, bạn sẽ thành công dù bạn có lựa chọn gì đi chăng nữa. Bạn cũng buộc phải nhận ra rằng tri thức tự thân nó không phải là sức mạnh, nó chỉ là sức mạnh tiềm năng mà thôi. Bạn đã có nguồn sức mạnh tiềm năng vô hạn trong bộ máy tuyệt vời của con người mà chúng ta vẫn thường hay gọi là não bộ và hệ thần kinh. Trong hơn 200 trang của cuốn sách này, bạn sẽ học được cách làm sao để chạm đến nguồn sức mạnh tiềm năng này và chuyển hóa nó thành sức mạnh thực sự thông qua các hành động. Bạn có thể khiến tương lai của mình đúng như những gì bạn vẫn mong ước nếu bạn sẵn sàng trả tiền để đọc, hiểu, lĩnh hội và áp dụng những nguyên tắc trong cuốn sách này mỗi ngày. Khi bạn đã quyết định sẽ sống một cuộc sống tích cực, mỗi bước đi đúng hướng sẽ đều mang lại cho bạn những phần thưởng, một vài phần thưởng rất nhỏ và đến ngay tức khắc, nhưng số khác lại lớn hơn rất nhiều và kéo dài đến vô tận. Cuốn sách này sẽ giúp bạn tạo dựng động lực để vươn tới những tham vọng lớn nhất. Bạn sẽ dễ dàng nhận thấy những cơ hội đến với mình và bạn cũng sẽ tạo ra những cơ hội cho chính bản thân mình ngay tại những nơi dường như chẳng thể có nổi một cơ hội. Bạn cũng sẽ học được cách giải quyết nghịch cảnh với thái độ xây dựng. Những người thành công nhận ra rằng trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những nghịch cảnh và những người đạt được thành công là những người biết rằng không phải lúc nào chúng ta cũng kiểm soát được mọi chuyện. Nhưng chúng ta có thể kiểm soát được cách chúng ta phản ứng lại chúng và thay vì chấp nhận một thất bại tạm thời như Napoleon Hill đã nói, những người thành công nhận ra rằng trong mọi nghịch cảnh đều ẩn chứa hạt mầm của một nguồn lợi tương đương hoặc lớn hơn. Thất bại không bao giờ là vĩnh cửu trừ khi bạn chấp nhận nó. Với thái độ tích cực, bạn sẽ đối mặt với nghịch cảnh bằng sự tự tin và lòng quyết tâm. Thất bại và nghịch cảnh tạm thời sẽ trở thành những bài học chuẩn bị cho thành công khi cuối cùng nó cũng đến. Cách tiếp cận cuộc sống bằng thái độ tích cực sẽ cho phép bạn bắt đầu nhận ra tiềm năng bấy lâu nay vẫn ngủ đông bên trong bạn. Hãy sử dụng những lời trích dẫn cũng như những ý tưởng trong cuốn sách này để phát triển những thói quen tốt và những nét tính cách tích cực cũng như giảm thiểu những suy nghĩ và thói quen tiêu cực. Mỗi ngày, hãy dành ra vài phút để phân tích kỹ năng câu trích dẫn của ngày hôm đó và suy ngẫm về ý nghĩa của nó trong cuộc đời bạn. Hãy nghĩ về chuyện bạn có thể dùng thông tin này để giúp bạn trở thành người như bạn vẫn mong ước, hạnh phúc, tích cực và thành công như thế nào. Chúng ta là những cá thể có hy vọng, mơ ước, khao khát và mục tiêu khác nhau, nhưng những triết lý của Napoleon Hill được dẫn ra ở đây sẽ mang lại lợi lạc cho tất cả những ai áp dụng chúng. Khi sống một cuộc sống tích cực, bạn có thể đạt được thu nhập của mình khao khát, đồng thời tích lũy cho bản thân và gia đình sự giàu có thực sự trong cuộc đời. Cuối cùng, bạn sẽ biết rằng bạn có thể đạt được bất cứ điều gì mình tin tưởng và nghĩ đến với thái độ tích cực. Cuốn sách này là 365 câu trích dẫn của Napoleon Hill, mỗi câu dành cho một ngày trong năm. Mỗi câu trích dẫn lại có một thông điệp truyền cảm hứng đi kèm với truyền tải và phân tích những lời lẽ của tiến sĩ Hill và mách cho bạn biết cách áp dụng những quan niệm đầy quyền năng ẩn chứa trong đó vào cuộc sống hàng ngày. Những nguyên tắc thành công bất hủ Napoleon Hill đưa ra trong cuốn sách của mình đã vượt qua thử thách của thời gian vì chúng luôn có thể sử dụng được. Ông không chỉ mách bảo chúng ta phải làm gì mà còn chỉ cho chúng ta biết cách làm như thế nào. Bằng cách áp dụng triết lý thành công của Napoleon Hill, nhiều người trên khắp thế giới đã có được sự thành công tột đỉnh và một cuộc sống thực sự giàu có. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Kế hoạch làm giàu 365 ngày của Napoleon Hill tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên sóng FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Thân mến, chào tạm biệt.